Kính chào quý khán giả luôn đồng hành cùng với chuyên mục Vòng tay nhân ái, nhịp cầu kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về sự giúp đỡ, những tình cảm sẻ chia ấm áp của khán giả Vòng tay nhân ái đối với hoàn cảnh ngặt nghèo, hy vọng của em Phạm Thị Tuyết Trinh bị bỏng nặng toàn thân do chập điện, phát sóng ngày 11 tháng 6 sẽ là những nghĩa cử mà Vòng tay nhân ái hôm nay gửi tới quý vị và các bạn. Và hoàn cảnh khốn khó của bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối Ca Tuấn ở thôn 4, một hộ nghèo cùng kiệt xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm là trường hợp mà Vòng tay nhân ái sẽ gửi đến quý vị và các bạn cùng sự sẻ chia đùm bọc quý báu. Quý vị và các bạn thân mến, một người đàn ông trụ cột của gia đình phát hiện ra mình bị suy thận giai đoạn cuối. Một người vợ mang trong mình căn bệnh hở van tim và u xơ tử cung. Hai con người vẫn nâng đỡ nhau trong một mái nhà ba thế hệ với cuộc sống vốn đã khốn khó, nay càng bế tắc và khốn khổ hơn. Đó là hoàn cảnh của anh Ca Tuấn ở thôn 4 xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm. Căn nhà sơ xác này nhiều ngày nay đã vắng tiếng chuyện trò của ba thế hệ. Khi chúng tôi tìm đến nhà anh Ca Tuấn ở thôn 4 xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, cũng là lúc vợ anh đang đưa anh đi chạy thận. Căn bệnh suy thận giai đoạn cuối đã làm cho gia cảnh vốn nghèo khó càng điêu đứng, chới với. Dạ, nhà em thì gặp hoàn cảnh khó khăn lắm chị. Ba mẹ em thì gặp bệnh nhiều lắm. Ba bị tiểu đường 10 năm nay rồi. Năm nay ba bị tiểu đường với lại thận nữa. Ba mới mổ thận xuống Sài Gòn mà hết 20 triệu. Chẳng có vườn tược để lo, hàng tháng thì họ vẫn cấp cho ba mẹ, cho nhà gia đình em là gạo hoặc dầu ăn gì đó. Quý lắm chị, tại ba mẹ em không đi làm được, có được sự ăn uống từ hội chữ thập đỏ xã với lại chính quyền đó, cũng cảm ơn họ lắm chứ. Một miếng cơm là cũng nuôi sống được gia đình em cả ngày rồi đó. Căn bệnh của Ca Tuấn đã ở giai đoạn cuối. Và để duy trì sự sống, mỗi tuần anh phải lên thành phố Đà Lạt để chạy thận 3 lần. Đi tới 3 bệnh viện. Trung tâm y tế thành phố Đà Lạt là nơi duy nhất còn trống lịch chạy để có thể tiếp nhận anh. Với anh đó cũng là điều may mắn lúc này. Bởi nếu phải lên thành phố Hồ Chí Minh, anh và cả nhà cũng không biết tìm đâu ra tiền để chi phí đi lại. Và có khi anh phải dừng những tia hy vọng được điều trị. Tìm gặp anh và càng thương cái gia cảnh khốn khó ấy hơn khi anh nói về điều làm anh thấy khổ tâm nhất. Nằm ở đây, nhưng điều anh Ca Tuấn luôn lo lắng nghĩ ngợi đó là sức khỏe của vợ mình. Chị Ca thương, vợ anh hôm nay không thể lên cùng vì yếu mệt. Căn bệnh hở van tim luôn khiến chị đau ốm, nhưng vì thương anh, lúc nào có thể chị lại đi làm để có thêm tiền cho anh chạy chữa. Và vì thế bệnh của chị ngày càng trở nặng. Bà nhiều lúc ốm đau mình cũng thương chứ cũng lo lắng cho bà rồi thuốc men cho bà vậy thôi. Nhiều lúc cũng sợ bà suy nghĩ nhiều rồi cái bệnh tim tái phát lại mình cũng sợ lắm. Nằm ở đây thì vẫn thương vợ thương con chứ. Nhiều lúc ngồi một mình suy nghĩ nước mắt thì chảy ra. Bây giờ đều đặn mỗi tuần Ca Tuấn được chạy thận 2 lần. Anh mừng lắm. Nhưng khắp người đã phù nề. Duy trì sự sống cho anh, cho các bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối là điều mà các bác sĩ đang cố gắng. Đây là trường hợp bệnh nhân này là suy thận mãn giai đoạn cuối. Có nghĩa là lúc mà phát hiện bệnh ra thì nó đã nằm ở mức giai đoạn cuối rồi. Hiện tại bây giờ bệnh nhân chạy thận á, là do tình trạng sức khỏe chưa có đủ để, chưa có sức chịu đựng để chạy được 3 lần. Nhưng chắc trong tháng tới á, cái tai bệnh nhân, cái phíp tim bệnh nhân ổn định, rồi tim bệnh nhân dần dần đưa vô ổn định rồi á, thì tụi tôi sẽ chạy 3 lần cho bệnh nhân. Bệnh nhân mới chạy cái ngày đầu tiên là ở đây tụi em biết khó khăn, tụi em cũng có xin tài trợ, nhưng mà cái tài trợ đó thường thì lâu lâu người ta mới có một đợt cho bệnh nhân chứ không có thể thường xuyên được chị. Rồi bệnh nhân này lại ở xa, cái tiền xe mà lên xuống ở đây cũng là tốn kém. Chiếc thẻ bảo hiểm hộ nghèo là chiếc phao cứu sinh duy nhất đối với anh lúc này.
nhưng căn bệnh và tình trạng sức khỏe mỗi ngày lại diễn tiến nặng thêm và chi phí ăn ở, đi lại đè nặng lên gia đình, khiến mỗi ngày trôi qua, anh Cà Tuấn càng vơi đi những tia hy vọng cuối cùng. Tia hy vọng của một con người khốn khổ, khát khao được sống. Quý vị và các bạn thân mến, cháy bỏng chân tay, thân thể. Sau hơn một năm đi hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, đến giờ em Phạm Thị Tuyết Trinh ở xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà vẫn nằm liệt tại chỗ, không thể cử động được, cùng với những khó khăn thiếu thốn của gia đình. Trong khi đó, liệu trình điều trị để cho em có một hy vọng vẫn còn dài ở phía trước. Hoàn cảnh của em Trinh sau khi phát sóng trong chương trình Vòng Tay Nhân Ái ngày 11 tháng 6 đã nhận được nhiều tình cảm và sự giúp đỡ của khán giả chương trình. Chiếc máy tính cháy nổ, điện trong căn nhà bị chập cháy, kéo theo số phận của Trinh đầy bế tắc. Vụ tai nạn chập điện đã lấy đi tất cả tương lai của cô gái ở lứa tuổi đẹp nhất. Và nghiệt ngã thay, vĩnh viễn lấy đi cả thiên chức làm mẹ của em khi em bị bỏng nặng toàn thân. Giọt nước mắt tức tưởi của Trinh, giọt nước mắt xót xa con mà bất lực của tấm lòng một người mẹ. Người biết còn những tia hy vọng để cứu vãn cuộc đời của con mà gia đình lại không thể. Và sự gắng gượng từng ngày, nỗ lực không bỏ cuộc của Tuyết Trinh đã nhận được nhiều sự thương cảm, chia sẻ của khán giả Vòng Tay Nhân Ái. 5,5 triệu từ những tấm lòng đã được những người thực hiện chương trình mang những yêu thương, chung tay chia sẻ ấy tới gia đình em để góp thêm cho em hy vọng mà em ao ước, hy vọng của người mẹ. Hơn ai hết, mong em gạt đi những đau đớn, mặc cảm để tập đứng lên, để bước lại những bước đầu tiên, những khởi đầu lại cho số phận nghiệt ngã của em. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, chuyên mục Vòng Tay Nhân Ái và hộp thư bạn nghe đài của Đài Phát Thanh Truyền hình Lâm Đồng đã tiếp tục kết nối và nhận được sự đồng hành của những tấm lòng thiện nguyện. Vòng Tay Nhân Ái xin thông tin về những nghĩa cử của quý vị đã kết nối với chương trình từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 năm 2019. Chị Nguyễn Thị Nga, 40D An Dương Vương, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 1 triệu đồng. Anh chị Phong Mai, 18/3 Hoàng Diệu, phường 5 Đà Lạt, ủng hộ 400.000 đồng. Phật tử Chùa Từ Thuyền, phường 2 Đà Lạt, ủng hộ 1 triệu đồng. Chị Lê Thị Anh Đào, 256 Đà Thiện, phường 8 Đà Lạt, ủng hộ 300.000 đồng. Chị Bùi Thị Kim Nga, 8 Bis Nguyễn Viết Xuân, thành phố Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Nguyễn Đào Ngọc Anh, 47 Phan Bội Châu, Đà Lạt, ủng hộ 2 triệu đồng. Bác Phạm Thị Lý, 68 Ngô Thời Nhậm, phường 4 Đà Lạt, ủng hộ 500.000 đồng. Chị Thanh Trúc, phường 10 Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Sen, 42 Hoàng Văn Thụ, phường 4 Đà Lạt, ủng hộ 500.000 đồng. Cán bộ công chức và người lao động Chi cục Hải quan Đà Lạt, 17B đường 3 tháng 4 Đà Lạt, ủng hộ 3 triệu đồng. Gia đình hai cháu Phúc An Bảo An, 11B Hoàng Diệu, phường 5 Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình hai cháu Lục Bạch Duệ và Lục Bạch Hảo ở Bắc Kinh ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình anh Sửu, 77/40 Phan Bội Châu, Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Cero Kim Quyên ở Italy ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình cháu Kim Ngân ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Harry Louis ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình cháu Minh Nhật ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Chị gái hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thanh hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thủy bán chả cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Vân hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị bé Tài hàng rau chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Nguyễn Đình Gia Quân và Nguyễn Phúc Bảo Trân, 380 Nguyễn Tử Lực, phường 8 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Hai cháu Hồ Vũ Bảo Nghi và Hồ Vũ Khôi Nguyên, 51/5 Phà Đình Phùng Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Cháu Trần Bảo Quyền, 51/5 Phà Đình Phùng Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Trần Nhật Khánh Nhi, 51/5 Phà Đình Phùng Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Ánh hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc hàng rau chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Kim Anh bán cà phê chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Ba cháu Ngân Liên Quang Sang và Ngân Giang Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, không sự giúp đỡ nào quý giá bằng sự giúp đỡ trong lúc mỗi gia đình, mỗi số phận gặp phải hoạn nạn bế tắc và vô vọng nhất. Mỗi nghĩa cử mà chúng ta cùng nhau trao đi khi ấy đã mang lại những tia hy vọng vô giá, tạo thành sức mạnh và động lực giúp một phần đời vượt qua cơn bỉ cực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chuyên mục Vòng Tay Nhân Ái và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.